Thưa quý vị, nuôi gà dưới tán cây hay là tán rừng thì đã được bà con thử nghiệm nhiều năm nay. Tuy nhiên, việc nuôi gà dưới tán lá chanh và sử dụng giun quê thì lại là một sáng kiến độc đáo của một nông dân ở xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên của tỉnh Thái Nguyên. Chỉ với diện tích là khoảng 1.000 m² thì một năm hai lứa, mô hình nuôi gà và chanh này có thể mang lại nguồn thu lên tới là gần 100 triệu đồng. Ghi nhận của phóng viên Bà Sạch. Cả nghìn con gà ta giống bản địa được huấn luyện như trong quân ngũ. Lúc mặt trời mọc cũng là thời điểm anh Nguyễn Văn Mạc ở xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên mở cửa chuồng cho đàn gà của mình. Điểm khác biệt ở đây là anh Mạc đã áp dụng mô hình nuôi gà trên khu vườn chanh. Với phương pháp chăn thả này, gà phát triển mạnh hơn và không sợ bị chết vào những ngày trời nắng nóng dưới khí hậu mùa hè của miền Bắc do gà sinh sống dưới tán cây chanh. Nuôi gà dưới tán cây chanh thực ra là tôi cũng chưa được học đâu cả, cũng chưa được thăm mô hình này đâu cả. Ban đầu là xuất phát từ cái suy nghĩ vào là nuôi gà ở mùa hè miền Bắc mình nó rất là nắng nóng, chúng ta phải làm nào có một cây bóng mát. Nếu mà chúng ta mà giống như bà con khắp nơi ở miền Bắc mà toàn nuôi dưới tán cây keo chẳng hạn thì là cái rễ keo thì nó không như rễ chanh, nó không xử lý được, nó không hấp thụ được, cái cây keo thì là nó không hiệu quả kinh tế. Thế khi chúng ta trồng chanh ở đây thì chúng ta trồng dày cho một tí và chúng ta sẽ tiến hành nuôi gà, và đặc biệt rằng là hàng năm chúng ta vẫn được thu nhập từ cái quả chanh bán ra thị trường. Đấy là cái lợi từ trên và xuống dưới luôn. Gà được nuôi trong môi trường an toàn, được uống nước sạch bằng máng uống tự động. Không những thế, hàng ngày anh Mạc còn bổ sung chuồn quế trong khẩu phần ăn, giúp bổ sung dinh dưỡng, đạm protein, hỗ trợ con gà tăng trưởng tốt. Vì thế đàn gà của anh Mạc không phải dùng đến thuốc kháng sinh. Lợi ích kép, nuôi gà dưới tán cây chanh bằng giun quế không chỉ mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, chất lượng thịt gà thơm ngon mà còn mang lại lợi ích về môi trường. Nuôi gà dưới tán cây chanh mà kết hợp với con giun quế, nó là khi mà chúng ta mà vãi cái sinh khối hoặc là cái phân giun ra cái khu vực mà gốc cây chanh này, thế thì cái con gà nó sẽ ra nó bới, nó ăn chọn lọc hết trứng kén và giun to, giun bố, giun mẹ, giun con ăn hết luôn. Còn lại cái phân giun nó sẽ lắng động lại ở tại cái gốc này. Có một cái vấn đề nữa, đó là cái phân giun này thì nó xử lý mùi rất là tốt. Gà được nuôi hoàn toàn bằng các loại ngũ cốc và giun quế, chất lượng thịt gà sẽ thơm ngon và an toàn hơn. Không những thế, khi nguồn thức ăn chăn nuôi ngày càng tăng cao mà đầu ra lại bấp bênh khiến tất cả các hộ chăn nuôi phải đau đầu tính toán. Nuôi gà dưới tán cây chanh bằng giun quế có lẽ sẽ là một giải pháp tốt để bà con có thể áp dụng tại mô hình của gia đình.